Rồi. À, khi nhiệt độ sôi, khi cái phân tử khối nó càng lớn thì nhiệt độ sôi nó càng lớn theo. Thì nói ví dụ nha, thì bạn sẽ có, ví dụ như đây là axit này, đây là axit formic đúng không? Còn đây là axit acetic. Vậy hai cái này đều là axit thì tất nhiên là nhiệt độ sôi nó là lớn nhất rồi. Có hiểu ý không? Nhưng bây giờ giữa hai cái axit này thì axit này có phân tử khối là 46, trong khi đó axit này có phân tử khối 60 thì tất nhiên là nhiệt độ sôi này phải nhỏ hơn. Đó, đơn giản vậy thôi. Hiểu ý không? Hiểu ý. Rồi. Còn tất nhiên nè, cái dãy là ester, ancol rồi axit. Mình phải so sánh vậy nè. Khi mà so sánh ester, ancol và axit thì phải so sánh những cái phân tử khối nó gần gần giống nhau, nghĩa là m lớn nó phải gần giống nhau. Chứ không thể nào mà nói một ví dụ như một cái ancol có phân tử khối 300 so với một cái axit có phân tử khối 46 thì người ta không so như vậy. Nghĩa là khi so nhiệt độ sôi á thì phải so những chất có cùng phân tử khối giống nhau hoặc là có cùng số carbon giống nhau. Con hiểu ý không? Không có ai mang một đội bóng đá nam để thi đấu với một đội bóng đá nữ để so sánh có ai hơn, không ai nói vậy. Hoặc là khi so găng đấm boxing thì phải cân nặng gần gần nhau chứ không mang hạng nặng đấu với hạng lông thì nó chết mất, thấy không? Nó không phải, nó không, không nói vậy. Rồi, các ester thường là chất lỏng nhẹ hơn nước và hầu như không tan trong nước. Thì cái này có khá là nhiều, ví dụ như con lấy cái dầu gió thì con thảy vô nước nó không tan, hoặc là dầu ăn bỏ vô nước không tan, đó, nó không có tan được. Rồi, các ester thì có mùi đặc trưng nhiều lắm, nhiều cái mùi lắm luôn. Nhưng mà đặc biệt lưu ý tới cái mùi của cái trái chuối này, isoamine acetate ha, isoamine acetate là cái chất là sẽ có cái công thức như vậy nè, con phải ghi nha, CH3 này, COO này. Hôm bữa thì hôm bữa trong cái phần mà C5H11 đó có lưu ý là có 8 công thức cấu tạo, cho nó phải lưu ý cái công thức cấu tạo này nè. Đó, cái gốc isoamine đó. Đây, cái gốc isoamine là gốc này nè, đó, isoamine đó, isoamine là cái gốc này nè, isoamine ha, đây nó nè, đó 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 đó, gốc isoamine acetate là ester có mùi chua chín. Đó. Được chưa? Rồi. Bây giờ câu chuyện của mấy cái thằng tính nhất vật lý thì mình làm nhanh thôi, có mấy câu à. Làm cho nó xong nghe. Rồi. Rồi ester đầu tiên mà có mùi dứa chín. Đó thì ester có mùi dứa là nó có hai cái loại là ethyl butyrat ở trên có đó. Cái trái dứa đó. Mình có thể in trắng đen nó thôi. Đó. Thì đáp án câu này mình chọn B nha, không phải thuộc một số cái. Và thầy nói rồi đó, nếu như mà không thuộc nổi là phải nhớ luôn trong đầu cái thằng dứa chín đó, isoamine acetate nó hỏi nhiều nhất nha, ethyl butyrat. Rồi. Cái loại thứ hai nữa đó là etin. Etin gì có mùi chuối chín này kìa, nó sẽ hỏi là cái gì nữa, etin isoamin thứ hai là mùi chuối chín đúng không, dưới chín giờ chuối chín là isoamine acetate, nó còn nhớ học thuộc nha, cái này thì phải thuộc thôi. Và khoan 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 khoan, thầy chừa cái dòng trống phía dưới nè để cho mình ghi cái công thức ra, ghi công thức ra cho mình nhớ. Butyrat nè, butyrat là 4 carbon đó, CH3 CH2 mày thẳng nha, CH2 nè, COO nè, C2H5 là ethyl butyrat đó. Isoamin acetate, acetate CH3 COO
Isoamin CH2 là CH2. Con có thể ghi gọn là CH gạch CH3 CH3 đúng không? Một đơn CH3 hai lần cũng được. Rồi, ok. Ethyl format là có mùi thơm không độc. Ethyl format. Format là gốc HCO gọi là format này. Ethyl là CH5. Người ta hỏi phân tử khối ha. 74. Rồi. Mùi hoa nhài. Ví dụ như các bạn có thể những người uống trà, những người uống trà nó hay có thơm cái mùi hoa nhài. Nhưng mà thực ra thì những cái mùi hoa nhài này là do cái những cái hóa chất nó phun vào chứ không phải là mùi hoa nhài thật. Tại vì nếu mà mùi hoa nhài thật thì cái giá trà nó sẽ mắc rất là nhiều. Với lại là thực ra thì chiết xuất từ cái mùi của hoa nhài nó được ít đó, nó được nhiều. Đó, thì mùi hoa nhài là benzin acetate nha. CH. Những cái này này thực ra thì thầy cố gắng kỹ lưỡng thôi chứ thực ra thì nếu như mà trong đề thi mà đề thi quốc gia ấy, thì người ta không ra những cái mùi lung tung này đâu, chỉ sợ là thầy cô ở trên trường có ra thôi. Đó, benzin acetate này, gốc benzin này. Mùi hoa hồng. Hoa hồng mùi hoa hồng là geranin, acetate nước hoa đấy, xịt lên mùi thơm phức luôn à, nào geranin acetate thì geranin acetate là có muốn ghi không ghi hả? CH3 này, COO này, nếu mà ghi gọn á là CC10H17 nha. Còn ghi full này, nó sẽ hơi phê xíu hả? Eo ơi, nhức cái tay quá. Sao chiều thấy bình thường giờ tự nhiên nhức cái tay nhỉ? Đây nè. CH2 CH là nối đôi C này, CH3 nha. CH2 CH2. Con đếm như là 1 2 3 4 5 6 đúng không? CH C CH3. Con đếm có đủ 10 chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đúng không? Đó, ghi thì nó không cần giá đâu, ghi cho vui mà. Nó không nhớ cái tên là may mắn lắm rồi. Geranin acetate, mùi mùi hoa hồng. Nước hoa xịt phòng mùi hoa hồng ví dụ vậy. Đó. À, sắp hết rồi, xong rồi. À, cái gì? Chưa chưa lót kịp à? Este nhẹ hơn nước không tan trong nước nha. Este có mùi thơm đặc trưng, nhiệt độ sôi thì phải nhớ thứ tự nha. Rồi. Được chưa? Dứa chín nè. Mùi trái dứa chín không? Dứa kìa. Ethyl butyrat hoặc là cái gì? Ethyl propionate. Đó, đáp án. Đó, còn uống sầm dứa đâu nữa đó. Làm gì có trái dứa nè. Nó xịt vào ấy. Ừ. Ở sao đây? Sao nó lại bay đến đây? Rồi. Tiếp theo là cái nhiệt độ sôi. Không phải đâu, nó bị cái nào đó. Rồi thế này tiếp, bây giờ là nhiệt độ sôi đúng không, nhiệt độ sôi sao đứng hình luôn rồi. Rồi xong xong đứng hình luôn không, xong rồi đứng. Rồi. Nhiệt độ sôi bây giờ thằng nào là to nhất, axit hữu cơ đúng không? Ừ, thằng đáp án B là este. Este nè ancol này, axit này đúng không? Còn hai cái thằng này, thằng dẫn xuất halogen và cái este này thì nếu nói cho đúng là
hai cái thằng này đều không có liên kết hydrolin phân tử, nên là khi đó so sánh M lớn thôi. Bạn bấm M lớn đi, M lớn này bao nhiêu? 74 đúng không? Còn M lớn này bao nhiêu? Cờ lo là 35.5 á, bấm đi. 29 cộng 35.5. 29 cộng 35.5 là 64,5. Có 64,5 à, là nhỏ hơn này. Vậy phân tử khối nhỏ hơn thì ok. Rồi như thế nhá. Rồi xong. Xong phần thứ nhất vật lý. Về đâu? Về đâu? Trong trong đâu? Trong trong cái giò bài hả? Ở kìa. Chưa, có cái này tờ này thì phát ra làm đơn giản nhưng mà chưa làm được đâu. Để thầy bây giờ bên này thầy mới nói này. Rồi. Giờ học phần tính chất hóa học nha Vinh ơi. Để thầy gửi cái file qua cho. Chép đi, chép xíu gửi file là sao. Hôm bữa là mình ghi hai lá mã đúng không? Đúng không? Hai lá